chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Trí nhớ khôi phục hoàn toàn, Minh Anh xuất toàn tập khi soi gương. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Đánh cắp số phận. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Sau khi giằng co với Minh Anh và vô tình khiến cho cô ấy rơi xuống cầu thang, Mỹ Anh đã sợ hãi và đưa Minh Anh vào bệnh viện để cấp cứu. Trong lúc hoảng loạn, Mỹ Anh cứ liên tục lẩm bẩm một mình rằng, tất cả những chuyện này là do tình cờ mà thôi. Cô ta không hề cố ý làm hại Minh Anh. Chắc chắn là Minh Anh sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Cái tai nạn thảm khốc nằm đó còn không thể giết chết được Minh Anh. Không lẽ lần này Minh Anh lại gặp chuyện thật sự hay sao? Mỹ Anh vừa tự nhủ với bản thân của mình, nhưng cũng vừa cảm thấy hoảng sợ bởi vì cô ta thừa hiểu chỉ còn Minh Anh. Xảy ra chuyện thì bà Nga sẽ không bao giờ bỏ qua cho Mỹ Anh. Nói không chừng thì bà ấy sẽ đứng ra để vạch trần thân phận của cô ta. Tới lúc đó thì công an cũng sẽ vào cuộc. Cô ta không những mất đi tất cả, mà còn sẽ phải đối diện với sự trừng trị của pháp luật. Sau một thời gian dài hồi sức tích cực, rất may là Minh Anh đã được cứu sống. Sau khi Minh Anh được đưa vào phòng bệnh, Mỹ Anh đã vào kiểm tra xem tình hình của Minh Anh bây giờ như thế nào. Minh Anh bây giờ đã bắt đầu mở mắt. Cô ấy lờ mờ nhìn thấy gương mặt của Mỹ Anh. Lần này thì Minh Anh thật sự cảm thấy rất hoảng sợ. Nếu là Minh Anh trước khi bị rơi xuống bậc thang, thì có lẽ cô ấy sẽ không suy nghĩ gì nhiều cả. Nhưng chỉ sau cái lần va chạm này, Minh Anh đã vô tình tìm lại được trí nhớ của mình. Và cô ấy thật sự sốc khi thấy gương mặt của Mỹ Anh lại nằm trên cơ thể của người khác. Cô ấy đứng mình hoảng hốt. Vô tình, điều này cũng làm cho Mỹ Anh cảm thấy hoảng sợ. Cũng may là đến tận bây giờ, Minh Anh vẫn chưa mở miệng ra để nói bất kỳ điều gì với Mỹ Anh. Nên Mỹ Anh vẫn cứ nghĩ Minh Anh hiện tại vẫn còn đang mất trí nhớ. Sau khi xác nhận rằng chị gái của mình không xảy ra gì nghiêm trọng, cô ta giả vờ nói với Minh Anh, cứ tập trung nghỉ ngơi con. Mỹ Anh phải trở về để giải quyết việc ở công ty. Có gì sau khi xong việc, cô ta sẽ tiếp tục đến đây để thăm Minh Anh. Sau khi Mỹ Anh rời đi, Minh Anh bàng hoàng nhìn ngắm xung quanh một cách kỳ lạ. Rồi cô ấy vô tình thấy được chiếc gương đang nằm trên bàn. Minh Anh tò mò cầm lấy chiếc gương và ngắm nghía gương mặt của mình ở trong đó. Vừa thấy gương mặt của mình trong gương, Minh Anh thật sự cảm thấy rất sốc. Cô ấy sốc đến mức phải bật dậy ngay lập tức. Trong khi bản thân của Minh Anh chỉ vừa mới tỉnh lại sau vụ tai nạn tình cờ này. Minh Anh không hiểu sao bản thân của mình lại mang gương mặt của Mỹ Anh. Minh Anh thật sự kinh ngạc, mà không biết chuyện gì vừa mới xảy ra với hai chị em của họ. Đã vậy, lúc nãy Mỹ Anh còn xưng hô là chị với Minh Anh. Không lẽ nào sau vụ tai nạn xe thì bác sĩ phẫu thuật đã có điều gì đó, nhằm lẫn lộn hai chị em, khiến họ phải tráo đổi thân phận cho nhau hay sao? Nhưng nếu là như vậy đi chăng nữa thì tại sao Mỹ Anh cũng thay đổi cách xưng hô với Minh Anh như vậy? Không lẽ nào Mỹ Anh cũng muốn thay đổi thân phận thật sự hay sao? Để biết rõ hơn về những việc này, Minh Anh tạm thời che giấu đi chuyện mình đã hồi phục trí nhớ và điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng liệu Minh Anh có đủ sức để tìm ra chân tướng của sự thật hay không? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim Đánh cắp số phận. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.